Con để có gì chia sẻ cho mọi người? Dạ, con mới đây thì con cũng được nhiều hơn lắm cha ạ. Thì cháu con mới nhất là cháu con tháng 2 con đi vào đây thì đi rất là nhỏ thì cháu con bị giật trên xe cha. Thì con này cứ nhắn tin nhà con cho chồng con ngủ. Cha nhắn tin cho cha Long đi, nhắn tin cho cha Long đi thì chỉ con dần dần dán cái em dần con đi vô đây thì con lại có đi nữa thì lại con cũng cầu nguyện thì con lại cũng mới về. Con tên gì? Con là Nguyễn Thị Hà, Maria Nguyễn Thị Hà, sinh năm năm nay 23 rồi. Nó bỏ nhà ra đi. Vâng ạ. Rồi nó quay trở về. Vâng ạ. Hallelujah. Thì chứ là con lại cũng được nhiều hơn vì con đi thành nhỏ con Maria Nguyễn Thị Dung con giáo sứ Hiệu Lễ giáo phận thành nhỏ con lại cũng đi xe máy thì đúng là con cũng không được lần chuỗi nhưng mà con vừa đi con vừa đọc là Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa thì con bổ ào một cái là đúng là con cũng không việc chi ra nhưng mà đúng là con bỏ xe máy đó. Nhưng mà đúng là con cảm ơn Chúa. Thì cháu con hay bị giật. Thì đúng là hay bị gì? Hay bị giật lắm cha ạ. Vâng ạ. Cô tháng đi viện 2 lần, cô tháng đi 3 lần. Cháu là Maria Nguyễn Thị Đạo đi viện. Cháu ở đây con, con bé lên đây. Rồi một đứa bé hay bị động kinh. Rồi trên đường đi vô nó bị vào bên này. Con tên gì? Con tên Thà Vi mấy, con mấy tuổi? 5 tuổi. Con biết đọc kinh không? Có. Đọc kinh rồi. Lạy Chúa Giêsu, con tìm tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tha vào Chúa. Nhìn lòng vui gió con đi vòng nào chúng con đặt vào Chúa. Lòng tin tha cỏ mới chúng con nhận lời hôm nay ta sẽ xin tin ông có ông chúng con đến kêu cầu Chúa là lòng thoát thương hãy mưa ra con đường cho tên tầm cho yêu thương thân thần cha ban cho thế gian cái đường tôi đâu. À, bé giỏi quá, đây tôi tặng cho bé đây cái máy nha, máy 365 bài giảng nha, thích không? Có. Rồi đây là cái dàn chuỗi, thích không? Thích. Đây là cái quạt có khóa không? Có. Rồi còn cái gì nữa, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, còn khóa không? Có. Tôi cảm ơn Chúa. Rồi thưa anh chị em, một đứa bé 5 tuổi mà bị động kinh thường xuyên trên đường đi vô đây cũng đã bị, mà hôm nay nó đã được khỏi, nó chạy ton ton lên đây và nó hát chúc mừng người khen quyền năng lòng thương xót Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng là Chúa đang làm những điều kỳ diệu, điều lạ lùng ở trong cộng đoàn của chúng ta. Bây giờ xin mời mọi người cùng với nhau hát lên lời kinh.